khóc rồi chùi mắt vậy á hả? Hai mắt luôn khóc vậy hả? Tại sao con khóc vậy? Thì ra con Daddy la con hả? Con có buồn không? Tại sao Daddy la con vậy? Daddy giận Nghi rồi hả? Tại Nghi phá Daddy đang ngủ á, phải không? À, Nghi rồi vú của Daddy hả? Nghi, rồi xong rồi Nghi, Nghi khóc, Nghi buồn, Nghi tự đi lấy cái khăn, Nghi, Nghi lau cái mặt vậy hả? Là đâu khóc, khóc là lau cái mặt thì sao đâu, làm mẹ coi coi, giống công chúa vậy hả? Công chúa khóc vậy á, phải không? Đừng có ừ với mẹ nha, con nói thì sao với mẹ mới lễ phép. Ừ giỏi, cảm ơn con. Giờ cái khăn ướt vậy hả? Hát cho mẹ nghe một bài được không? Nghe hát mẹ ơi, có biết mẹ nghe đi. Không. Không hát hả? Sao vậy?